Biến thể Omicron đang lây lan tại các quốc gia Đông Nam Á khi Thái Lan phát hiện ổ dịch đầu tiên của biến thể này, trong khi Singapore ghi nhận nhiều ca mắc trong cộng đồng. Thái Lan cho biết đã phát hiện chùm bệnh đầu tiên liên quan đến biến thể Omicron tại tỉnh Đông Bắc Kalasim với 22 ca mắc mới. Nguồn gốc lây bệnh có thể xuất phát từ một cặp đôi từ Mỹ trở về hồi đầu tháng này. Ngoài 22 người đã được xác định mắc bệnh, thì còn khoảng 100 người khác đang có nguy cơ cao do đã tiếp xúc gần với cặp đôi. Đến nay, Thái Lan đã ghi nhận 205 ca mắc biến thể Omicron. Cũng trong hôm qua, Singapore phát hiện thêm 82 ca mắc biến thể Omicron, trong đó có 17 ca cộng đồng. Ngoài ra, nước này cũng phát hiện thêm 163 ca mắc biến thể khác, đưa tổng số ca mắc COVID-19 của cả nước đến nay lên hơn 277.000 người. Tại các nước khác, dù chưa phát hiện ca mắc biến thể Omicron, nhưng dịch cũng đang diễn biến phức tạp. Myanmar ghi nhận thêm 213 ca nhiễm mới trong ngày 24 tháng 12, nâng tổng số ca mắc lên hơn 529.000. Indonesia cũng có thêm 204 ca mắc mới, và đến nay đã có gần 4,3 triệu ca mắc COVID-19.